Cảm ơn quý vị vẫn giữ màn hình để tiếp tục. Bích Phượng kính mời quý vị theo dõi phóng sự lễ thụ phong mục sư của bác sĩ Trần Văn Sáng do Đậu Thanh Vân và Bích Phượng thực hiện. Phường của SPGN Washington DC kính chào quý vị. Kính thưa quý vị, lễ thụ phong mục sư của bác sĩ Trần Văn Sáng đã được tổ chức tại nhà thờ Tinh Lành Parkwood, thành phố Annandale, Virginia vào ngày Chủ nhật 9 tháng 6, 2019. Ba giờ trưa Chủ nhật ngày 9 tháng 6, 2019, tại Hội thánh Baptist Hy vọng, 8726 Braddock Road, thành phố Annandale, Virginia. Một buổi lễ thụ phong mục sư của bác sĩ Trần Văn Sáng thật long trọng diễn ra, với khoảng 150 quan khách và tín đồ tham dự. Bác sĩ Trần Văn Sáng là một bác sĩ nội khoa rất có tiếng trong cộng đồng vùng Hoa Thịnh Đốn và chương trình y học hàng tháng trên đài SPTN DC. Ông khám bệnh nhân 6 ngày trong tuần, ngày Chủ nhật, vì nhà thờ không có mục sư, ông giúp điều khiển những buổi họp, ông chia sẻ lời Chúa với gần 70 tín đồ. Cơ duyên ông đến với Chúa 43 năm. Từ trước 1975, ông là một bác sĩ giải phẫu tổng quát. 1976, ông làm ở Bệnh viện Hồng Bàng. Sau khi rời quê hương, ông mất tất cả, không còn một chức vị, không còn quốc gia, không tiền bạc, bần cùng nhất của xã hội. Ông nghĩ tại sao xảy ra trong cuộc đời của mình. Khi trong biển cả chờ chết, ông nghiền ngẫm về cuộc đời, vì lúc đó không biết Chúa Phật là ai. Vì ông lớn lên trong gia đình thờ cúng ông bà, và ông suy nghĩ nếu mình tạo gì xấu trong cuộc đời thì phải lãnh cái hậu quả đó. Mỗi tối trong tuần có ngày đặc biệt phải đi học, viết luận án. Ban ngày thì làm việc khám bệnh nhân. Một hai tuần viết một luận án, nhiều đề tài phải viết. Thảo luận, nghiên cứu rất cực nhọc. Nhưng đó là cơ duyên ông đến với Chúa. Hội Thánh Baptist Hy vọng sinh hoạt từ 3 giờ đến 4:30 chiều mỗi Chủ nhật. Và sau mỗi lễ, ăn thông công để các tín đồ trò chuyện thân mật, chia sẻ những kinh nghiệm, những khó khăn vui buồn trong cuộc sống để giúp đỡ lẫn nhau. Kính thưa quý vị, đứng kế bên Bích Phượng là bác sĩ Trần Văn Sáng. Hôm nay bác sĩ đã được thụ phong trở thành mục sư Tinh Lành của nhà thờ Parkwood, thành phố Annandale, Virginia. Trước hết kính chào và cả chúc mừng bác sĩ Trần Văn Sáng. Cảm ơn Bích Phượng nhiều lắm. Sự đây là một ngày cũng hết sức đặc biệt. Chính bác sĩ cũng không có ngờ là mình sẽ có ngày hôm nay. Thì trước đây thì quý vị khán giả đã xem đã biết tôi qua có thể qua những cái chương trình thi học, nhưng bây giờ vì thấy có một cái khuôn mặt mới, một chiếc dù mới, nhưng mà thực sự đây là một cái thử thách mới. Tại vì công việc chữa bệnh đôi khi nó đơn giản hơn là cái công việc mà lo về tâm linh. Và cái người đời thường nói là lo về tâm linh sẽ 10 lần khó hơn là cái công việc chữa bệnh. Thật ra đây là công việc vì cái ơn trên cho, vì Đức Chúa Trời cho, vì Thượng Đế cho, bác sĩ sẽ làm công việc này với tất cả cái sức của mình. Sự phong chức của bác sĩ Trần Văn Sáng, nhất là bác sĩ trong vùng Hoa Thanh Đốn này, thì có rất nhiều người biết, và sự làm việc trong cộng đồng hoặc là trong hội thánh ông đã cống hiến rất nhiều, thì tôi thấy cái đây là một cái ơn phước mà Chúa dành cho một sư bác sĩ Trần Văn Sáng trong tuổi lớn và hầu việc Chúa, và muốn cái gì mà Chúa đã ban, ông muốn dùng cái đó, cái cớ đó để hầu việc Chúa, để cho danh Chúa được cả sáng trong vùng Hoa Thịnh Đốn và những nơi gần xa. Cảm ơn quý vị đã theo dõi phóng sự lễ thụ phong mục sư bác sĩ Trần Văn Sáng tại thành phố Annandale, Virginia.